Xin chào các anh chị, cảm ơn các anh chị đã tiếp tục theo dõi kênh Immigration Advice. Thì em là Hương Đặng, đây là kênh chia sẻ thông tin độc lập, khách quan và hoàn toàn miễn phí. Ở video này thì Hương cũng muốn chia sẻ với các anh chị các cái chương trình đầu tư định cư ở châu Âu mà các anh chị có thể tham khảo cho giai đoạn năm 2024 và 2025. Thì trước bối cảnh là khá là nhiều những cái thay đổi đối với thị trường định cư châu Âu trong thời gian vừa qua, năm 2023-2024, thì cái vấn đề mà các anh chị cần phải lưu ý ở đây đó là các chương trình định cư này hôm nay như thế này nhưng mà ngày mai thì nó cũng có thể sẽ có những cái thay đổi, và có những thay đổi thì nó có thể áp dụng ngay lập tức luôn, nhưng cũng có những thay đổi nó sẽ cho các anh chị thời gian để các anh chị chuẩn bị. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xét tới khối Schengen. Thì như các anh chị đã biết thì khối Schengen lại nạp thêm thành viên mới, đó là Romania và Bulgaria, nên là ngày càng lớn mạnh, hiện tại là có đến 29 thành viên rồi ạ. Thì các anh chị có thể lựa chọn là đầu tư bất động sản ở Hy Lạp. Thì như là các anh chị đã biết là sắp tới Hy Lạp nó cũng có thay đổi về luật rồi. Tuy nhiên là các anh chị vẫn còn đầu tư bất động sản được. Tiếp theo thì các anh chị cũng có thể lựa chọn là Hungary cho giai đoạn 2025, đó là các anh chị có thể sở hữu bất động sản nhà ở từ 500.000 euro trở lên. Hoặc là ở hiện tại thì từ đầu tháng 7 năm 2024 các anh chị có thể đầu tư vào các quỹ bất động sản ở Hungary. Ngoài ra thì các anh chị cũng có lựa chọn đó là đầu tư thường trú nhân của Malta. Thì chương trình này khá là quen thuộc với các anh chị rồi. Đó là các anh chị quyên góp cho chính phủ và các anh chị có thuê nhà hoặc mua nhà. Nhưng lý do tại sao một cái chương trình chi phí nó rất là thấp, chỉ khoảng tầm 4 tỷ thôi, nhưng mà rất là nhiều các gia đình chúng ta lại băn khoăn không lựa chọn. Thứ nhất là bởi vì vị trí địa lý của Malta, vị trí của Malta thì là một quốc đảo nhỏ rồi, và diện tích của nó thì quá nhỏ, có 316 cây số vuông thôi, và đặc biệt là thời gian nhập tịch của Malta sẽ rất là lâu. Tuy nhiên Malta lại cho các anh chị là PR thường trú nhân luôn, thì các anh chị ra vào khối Schengen các anh chị không phải lo rồi ạ. Và cũng không có yêu cầu về thời gian lưu trú. Tiếp theo thì các anh chị có thể lựa chọn là Latvia. Latvia thì nó vẫn còn cái chương trình đó là các anh chị đầu tư vào công ty. Tuy nhiên là trong giai đoạn vừa qua thì có một số gia đình Việt Nam đã phải trở về nước bởi vì công ty họ đầu tư thì nó không có đáp ứng đủ cái điều kiện. Đó chính là cái điều kiện về thuế tối thiểu mỗi năm. Thì các anh chị lưu ý là cũng cần phải tìm một số những cái công ty uy tín làm ăn đàng hoàng rồi. Tiếp theo thì các anh chị có thể lựa chọn là Tây Ban Nha, là cũng đầu tư vào bất động sản. Nhưng mà chính phủ Tây Ban Nha thì đang rục rịch thay đổi và có thể sẽ ngưng cái chương trình đầu tư vào sở hữu bất động sản từ 500.000 euro trở lên. Hoặc là tiếp tục các anh chị vẫn có thể làm chương trình Bồ Đào Nha, nhưng mà các anh chị sẽ đầu tư quỹ. Thì thật ra là đầu tư quỹ nó là một cái chương trình khá là phổ biến ở các quốc gia khác. Như là người Mỹ thì họ lại lựa chọn là đầu tư quỹ vào Bồ Đào Nha, bởi vì sức hút của Bồ Đào Nha là quá lớn, khi mà cái thời gian nhập tịch tối thiểu của họ quy định chỉ có 5 năm mà thôi. Và đồng thời Bồ Đào Nha là một quốc gia có thể nói là đáng sống dành cho người nước ngoài nào mà có điều kiện tài chính tốt. Ngoài ra thì mặc dù chưa phải là thành viên của Schengen nhưng mà lại là một ứng viên đăng ký và có thể gia nhập Schengen trong thời gian tới, đó chính là đảo Sip. Chỉ có điều là trước đây thì đảo Sip cho 3 thế hệ, bây giờ thì chỉ còn có 2 thế hệ mà thôi. Và đồng thời cái cách chứng minh thu nhập hàng năm thì nó cũng đã có sự thay đổi. Nhưng mà việc thay đổi về chứng minh thu nhập là vấn đề có thể giải quyết được. Thì trên đây là một số những cái lựa chọn còn lại đối với châu Âu mà các anh chị có thể cân nhắc và xem xét. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn về các chương trình đầu tư định cư, các anh chị vui lòng liên hệ với Hương qua thông tin số điện thoại sau, có sử dụng Zalo, Viber, WhatsApp và Telegram. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.